Thông tin trên lĩnh vực an ninh trật tự, hôm qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành xét xử sơ thẩm hai vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy và cố ý gây thương tích. Chiều ngày 25 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thành Châu, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Tiền Giang, vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, Nguyễn Thành Châu là đối tượng nghiện ma túy và được người quen giới thiệu người bán ma túy. Ngày 23 tháng 5 năm 2016, Châu đến vườn hoa thành phố Đà Lạt và tiến hành trao đổi 14 gói ma túy đá. Sau đó, Châu đem 14 gói ma túy đá về phòng trọ tại đường Xuân Nhật Ánh, phường 9, thành phố Đà Lạt cất giấu và sử dụng. Đến ngày 24 tháng 5 năm 2016, Công an tỉnh Lâm Đồng kiểm tra phòng của Châu và phát hiện bắt quả tang, thu giữ 13 gói ni lông hàng kín. Bên trong chứa chất dạng tinh thể màu trắng là ma túy tổng hợp, có trọng lượng trên 1,4 gram. Tại phiên tòa, xét thấy bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, gia đình khó khăn, Tòa Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chấp thuận đơn kháng cáo, đồng thời tuyên phạt 24 tháng tù giam, giảm 6 tháng tù giam so với bản án sơ thẩm trước đó. Cũng trong chiều ngày 25 tháng 11, Tòa Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử đối với bị cáo Huỳnh Văn Hiền, sinh năm 1997 tại xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, về tội cố ý gây thương tích. Theo cáo trạng, xuất phát từ mâu thuẫn với nhau trong lúc uống rượu, Lê Hà và Trần Quốc Trung đánh nhau thì được Hoàng Quốc Huy và Huỳnh Văn Hiền can ngăn. Trong lúc mâu thuẫn, Hà dùng cây tuyếp sắt cơ trúng vào má bên trái của Trung. Thấy Trung bị đánh nên Hiền lấy một cây xà bách dựng bên hông của quán nhậu đập vào đầu Hà, khiến Hà ngã xuống đất bất tỉnh. Hậu quả Lê Hà bị một vết thương lõm sọ dập não thái dương bên phải, tỷ lệ tổn thương tại thời điểm giám định là 79%. Tại phiên tòa xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo Huỳnh Văn Hiền có mức độ nghiêm trọng, Tòa Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã nâng mức phạt lên 5 năm tù giam thay vì 3 năm 6 tháng tù theo bản án sơ thẩm trước đó. Cũng như gia đình ông Ca Bốc, gia đình ông Ca Điêu ở thôn 1A, xã Đinh Trang Hòa cũng nằm trong trường hợp tương tự. Mặc dù bận rộn công việc dạy ở trường, nhưng sau khi đi làm về,